của nàng á. Nàng khóc rồi. Các chị giám khảo nghe bé Quách Phú Thành ca xong chịu không nổi phải không ạ? Giám khảo cô Thanh Hằng nghĩ sao cô? Cô khóc à. Tại vì bộ môn nghệ thuật cải lương của dân tộc mình nó thiêng liêng lắm. Mà tiếng đàn rao lên là nó làm như là cái người xa quê hương, cái giọng về cố hương. Cho nên mặc dù ở quê nhà nhưng mà thật sự rằng khi nghe tiếng đàn lên là cái thiêng liêng nó đã vào trong máu, trong hồn của mình rồi. Cô vô cùng ủng hộ con. Cảm ơn con nhiều. Không phải là lứa tuổi của con á, ai cũng có thể cảm nhận được bài hát này. Và cái giọng của con nó đủ sức để nó truyền tải cái thông điệp đến cho người xem. Mà con có một đôi mắt hầu như chiếm quan trọng nhất trên khuôn mặt của con. Đôi mắt của con biết nói và biết diễn tả được nhiều điều. Và điều đó nó rất là quan trọng trên sân khấu. Chúc mừng con. Thấy con á, hát cải lương á, mình thấy mình mừng ở cái chỗ là như vậy là mình có quyền hy vọng là cải lương của Việt Nam mình không bao giờ bị mai một. Chú không biết con suy nghĩ gì về cái gia đình mà chú thấy con toàn hát về gia đình. Dạ thưa chú là con rất yêu gia đình. Tuy rằng từ nhỏ phải xa mẹ, nhưng con rất thương cha. Mẹ. Từ nhỏ con đã sống với ông bà, cha mẹ thì ly dị. Còn con thì phải sống với ông bà từ lúc còn 14 tháng. Ông bà tần tảo nuôi con, giúp con lớn khôn nên người. Phú Thành cháu nội tôi ở với tôi từ nhỏ tới lớn. Tôi không dám kể về cái chuyện gia đình của mẹ cha nó, nhưng mà bây giờ mới kể, hồi đó giấu giếm hồi nào tới giờ không muốn kể, sợ cháu nội buồn với hơn mặc cảm. Từ nhỏ thì lúc 4 tuổi con được nghe các cô chú hát những bài ca cổ thì lúc đó con hát theo. Sau đó thì khoảng chừng con được 10 tuổi được mẹ Hằng dìu dắt vào câu lạc bộ đờn ca tài tử của phường. Qua đó con được học hỏi từ các nghệ nhân những bài bản trong đờn ca tài tử thì con cảm thấy rất là mê cải lương. Trong câu lạc bộ đờn ca tài tử thì có các chú rất là thương con, dạy bảo con từng ly từng tí. Cháu nội thì học giỏi bên trường các môn, một năm thì cháu nội học môn được 5 tấm giấy khen. Từ lớp 1 cho tới lớp 4 là cháu nội Phú Thành được 14 tấm giấy khen. Cháu đam mê cải lương, nghe bên bển khen nhưng mà tôi cũng chưa có hay, là cháu ca như vậy cũng rất là mừng, học giỏi mà lại ca hay nữa. Tôi cũng rất cảm ơn mẹ nuôi của Thành là Hằng, thương vì cái cảnh nội thì già buôn bán mà gánh nuôi cháu nội như vậy, rồi hơn nữa mẹ nó bỏ đó, rất là thương mà giúp đỡ. Trong gia đình con, ông bà là người con yêu quý nhất và mẹ Hằng là người con yêu quý thứ hai. Mẹ Hằng đã dìu dắt con thi cuộc thi tử tài siêu nhí này và quyết tâm của con là tự tin chiến thắng để cho ông bà và mẹ Hằng tự hào và hãnh diện về con. Con yêu gia đình chú lắm. Bây giờ chú thật sự ra chú muốn con khi mà con vô được cái vòng trong thì con sẽ trình bày những cái bài tài tử. Mà con mà theo được cái dòng tài tử này nữa thì chú hy vọng là có người bảo tồn và phát triển cái đờn ca tài tử mà được UNESCO đã công nhận là di sản văn hóa phi vật thể. Như vậy là con đã nhận được 4 sự đồng ý của các vị giám khảo. Chúc mừng con nha. Cảm ơn cô chú. Cảm ơn con. Chào tạm biệt con. Xin cảm ơn tiết mục khách mời của bé Quách Phú Thành, quán quân tử tài siêu nhí mùa 1. Và ngay bây giờ, hãy đến với thí sinh đầu tiên của đêm nay. Con xin chào ban giám khảo và tất cả quý vị khán giả ở đây.
Con tên là Hoàng Thị Hồng Yến. Năm nay con 12 tuổi, con đến từ thành phố Long Xuyên, An Giang. Hôm nay con xin trình bày hai câu giọng cổ 5-6. Thì ra trong giấc ngủ cháu nằm mơ thấy ba, với đôi mắt sáng như sao bác xoa đầu cháu hầu im tươi cười. Một đêm hội ngộ với ba dần, hôm nay bác đã đi xa, nhưng đời đời sống mãi trong tim. Bác ơi nhớ mấy cho vừa, giờ đây bác có thấu lòng cháu không? Đêm đêm cháu dần bâng khuâng, nhìn lên anh đời gì đáng gì dân, nên đến nay nước ta lừng danh. Sự nghiệp này để lại cho cháu con, nên cháu con nhớ ơn ngàn năm. Trong trái tim khắc sâu hình ảnh bác, cháu kính yêu gọi ai. Chúc mừng con, rất là dễ thương. Hồi ơi, con học hát cải lương lâu chưa? Dạ, con biết hát từ hồi lúc 4 tuổi. Đến nay nhiêu tuổi rồi? Dạ, 12 tuổi. Vậy là 8 năm rồi đó. Ai dạy con hát? Dạ, ba con. Ồ, ba con có đến đây cổ vũ cho con không? Ba con mất rồi. Ừ, lâu chưa con? Ba con mất rồi, con học năm lớp 3 rồi. Ừ. À, vậy là những năm vừa qua là con sống cùng với mẹ hả? Ừ. Mẹ con làm nghề gì nè? Mẹ con mua dây chai. Mẹ có ở đây không con? Dạ, mẹ con ngồi ở trên. À, vậy là bao nhiêu năm qua là không có ba, một mình mẹ phải tảo tần nuôi con đúng không? À, các cô chú nhận xét về phần trình diễn của con như thế nào? Mời cô Thanh Hằng ạ. Cái giọng ca của con á rất là lạ, sáng, con có đặc biệt riêng của con. Cho nên là cô nghĩ rằng con bước vào trong nữa thì sự huấn luyện của cô Bình Tinh sẽ tập cho con thêm về cách diễn và cái cách xử lý. Cô rất là khuyến khích con và cô sẽ cho con một vé để bước vào. Cảm ơn cô Thanh Hằng. Cảm ơn cô. Mời chú Quang Lê ạ. Con ca trừ bằng cái tâm. Chú mê nhất là khi mà con xuống cái câu năm ai á, nó ngọt làm sao mà không cưỡng nổi luôn. Nghe cái câu đó xong cộng thêm cái hoàn cảnh mà con kể ra đó, chú lại càng thương hơn con nữa. Chú cho con 2 phiếu luôn. Cảm ơn chú Quang Lê. Mình có 2 phiếu rồi, từ cô Thanh Hằng và chú Quang Lê nè. Cô Đăng Trang có dành cho con thêm 1 phiếu nữa không? Cái làn hơi của con rất là đầy, cho nên con hát, con nhả chữ rồi xong rồi con xử lý cái bài này nó rất là đẹp. Cô chúc mừng con được lọt vào vòng sau. Cảm ơn cô Đăng Trang. Nghe con hát á, rồi nghe con nói á, giữa cô Tinh với con có nhiều cái giống nhau lắm. Cái thứ nhất là cô Tinh với con cùng bắt đầu đi hát lúc 4 tuổi. Cái thứ hai là cô Tinh và con cùng có một nỗi đau là mất cha. Cho nên là cô Tinh mong là cô cháu mình sẽ cùng cố gắng,
cô Tinh sẽ cố gắng để cho con sẽ thể hiện được tất cả những cái tài năng của con. Trước là báo hiếu cho mẹ, và sau là cho vong linh của ba con được hãnh diện về con. Thu qua hè mãng đông tới, cho đến khi cánh tàn bước vào xuân. Bao năm tháng mong tình, nhưng giờ dường như mãi xa muôn trùng. Đời mù đuôi ngàn tay kiếm đưa tới, mong có ai thương giùm đời này. Cầu Minh Quang giúp tôi tương phùng Quang Nhi, núi Quang Thiên lễ tràng đêm. Dạ tới rồi. Dạ mời ông. Bấm gia gia đã tới, để đâu cho ta. Dạ tới rồi ông ơi. Tới rồi à? Dạ. Ông chờ con chút xíu, con vô con thưa với mẹ con rồi con ra con bẩm lại với ông. Nhà mình. Mẹ ơi, con dẫn ông Quang về tới rồi đó mẹ. Hải Thọ. Dạ. Con về rồi đó hả con? Dạ. Con à, con hãy ra bảo với ông quan ấy rằng, dạ, nếu phải là bao công thì phải chung vô lò gạch, chứ mẹ tôi không rảnh mà ra. Mẹ nói chơi hay mẹ nói thiệt mẹ? Mẹ nói thiệt. Cho chung vô. Đi đi Thọ. Đi đi. Dạ đi. Con nhìn biệt mẹ, nhìn biệt lò gạch trong yêu, tự nhiên đi kêu nhìn. Thọ, con là ông ơi. Chuyện gì vậy Hải Thọ? Mẹ con nói nếu ông đúng là bao công, ông chui vô lò gạch đi, chứ mẹ con không có rảnh đâu mà ra. Ngã thân nhị lôi tâm khỏi chân kỳ thân quả phát liên à mi à. Ngã bổn quan vô sông hữu à. Tiểu môn hà đắc nhập mơ. Ông thương tình mẹ con giùm đi, mẹ con bị quan ông ơi. Mẹ con tội lắm ông ơi. Ráng giúp giùm. Thôi được rồi. Hải Thọ. Dạ Thọ, con có dẫn đường cho ông. Dạ. Nhà con hơi khó vô, ông chịu khó đi với con nha.
đây mũ xin chào vũ tư văn chuẩn. Người quỷ tướng giả hành y cẩm. Nhãn âm quang cho tuệ thể khôi ngô. Chắc vị phu nhân nào trọng thế mảnh đơn côi. Nói vẻ trọng thái mới biết bổn quan mà chào mà hỏi. Ngủ chưa chắc ngại là bao công. Nếu chưa chắc thì bà mời ta vào đây làm gì? Nếu phải là bao công thì phía sau ốc phải có ba đông xương y nguyệt tam sao. Tại sao? Tại sao bà biết bao công ta có ba đốc xương yên nguyệt tam sa? Chỉ có thần đông nhạc mách bảo nên ta đây mới biết. Thần đông nhạc, thần đông nhạc, thần đông nhạc à. Bổn quan đã quỳ rồi, người mau mau khâm nghiệm. Hải thọ. Dạ thọ đây. Ông quan ông quỳ ở đâu vậy con? Dạ ông đang quỳ trước mặt mẹ. Mẹ ơi. Vậy à? Dạ. Dẫn mẹ đi con. Dạ đi. Tới giờ đó mẹ. Rồi, ta
bao tạ theo quỷ binh dân cùng. Trong ngọn lửa mình buồn ta thấy cầu cùng mây khói. Trời ơi, trời ơi, tai thoáng nghe như người trong mơ tính sai. Quan gia đang ở đâu chẳng hay, vì ngôi bữa nay hai người chẳng nương tay trái ngang thai. Trách cho ai gây bài đắng rồi từ đó ta phiêu bạt khắp nơi. Mai nhờ Quách Hải Thổ con nuôi mà hiếu ân như trời bể, ta mới được sống còn chờ bao chuẩn để bài phân. Lòng nương nương thằng nghe bóng dân niềm thương, phần đồng cung dấu tích chỉ nơi mình vàng. Tráng cao mặt chữ là dòng đường kim tống dương lâu đời sau. Tấu lĩnh bà vụ án bích dân công, thần sẽ điều tra sáng tỏ. Nếu sự thật không phơi bày ra ánh sáng, bao chứng xin thề sẽ tư quan trao ân. Thưa quý vị, chúng ta vừa thưởng thức trích đoạn Bao Công Vô Lò Gạch với phần trò diễn của các nghệ sĩ Chí Thiện, Bạch Lợi, Trường Lộc và nghệ sĩ Lê Thanh Thảo. Cảm ơn các nghệ sĩ đã hỗ trợ cho bé Trọng Nhân với tiết mục này. Mời ý kiến từ cô Việt Hương. Tất cả những cái kỹ thuật biểu diễn đối với một cái đứa bé mười mấy tuổi như con thì về hình thể tốt, những cái lắc râu, lắc đầu, những cái đi chân chỉ thiếu một chút xíu, đó là nội lực của một người diễn viên đóng cái vai đa nhân cách trong người lúc đó. Thì cái thần thái và cái cốt cách của ổng chưa cho tin được một cái ông quan thượng triều cao nhất. Đó là kinh nghiệm cuộc sống. Từ từ, riêng cái nghề này nó giống như là mài cái viên kim cương vậy con. Càng mài dũa thì nó ra tám ngạnh, rồi nó ra trái tim, rồi nó ra hình mũi tên, gửi ngàn nụ hôn. Cảm ơn cô Việt Hương. Đây, bây giờ mình mời cái người mà gạo cội của cái lương luôn nè, cô Thanh Thằng. Con đã đảm nhiệm cái vai này nó quá nặng, nhưng con đã làm được và tròn. Cái ông này, ông thần thái, liêm minh, chính trực. Những cái mà thần sắc cái gì, hãy để đó cho ta, bước ra nhạc lên một cái rồi. Con mắt con phải thần, tự giới thiệu. Tôi là một người cầm cán cân công lý cho tất cả thường dân. Rồi khi mà con bước vào cái lò gạch như vậy, đi vô là phải coi ý tứ đàng hoàng. Phủi ra, đi vô từ tốn từ từ, cuối đầu qua bị cái lò gạch nó nằm, nó mà phải nằm có một tí không? Gọi là khoan thai trong cái ánh mắt thai, hiểu không? Cẩn giạc nhắc nhở cho con thôi, cái đó là chi tiết. Chúc mừng con làm được, thành công lắm rồi. Giờ mời cô Trang nè, coi như là mình một khán giả mình thưởng thức một tiết mục cải lương tuồng cổ với phần trình diễn của bé Trọng Nhân, thì cô Trang thấy sao? Con là một thí sinh độc nhất vô nhị tại Thử Tài Siêu Nhí, bản thân cô sẽ cho con 10 điểm ngày hôm nay. Cảm ơn cô Đoan Trang. Còn chú Quang Lê, sau khi nghe hai cái bà hai bên nói quá trời nói, giờ chú Lê thấy làm sao? Diễn xong thấy tức lắm, tại vì đang giải quan cho cái bà này mà chưa giải mà hết rồi. Bây giờ chú cho con điểm rất là cao, nhớ vòng sau giải quan cho bà nha. Dạ.
10 điểm. Giải quan cho bả cũng không phải là chuyện đơn giản đâu anh. Là tại vì khi mà về tới triều đình là phải trải qua rất nhiều cái mâu thuẫn. Kể nữa hả? Kể nghe nè, thời đại internet, Google, YouTube một cái là sợt nó ra một chục tuồng như vậy. Tưởng bả nói gì bất kể cứu. Dạ, cảm ơn các vị giám khảo. Cảm ơn quý vị. Chúc dạ, con xin kính chào cô chú ban giám khảo. Con tên là Trương Trọng Nhân, 13 tuổi, con đến từ thành phố Hồ Chí Minh. Hôm nay con xin hát bài Ca Đất Phương Nam. Mừng con trai. Trời ơi, với cái áo bà ba, với cái khăn rằn hát cái bài này, cộng với là cái phong cách của con nó chân chất, nó mộc mạc, dòm đi như là một ông hai lúa nào tự miền Tây mới lên đây đứng hát vậy đó. Rất là dễ thương. Ban giám hiệu thấy sao? Mời cô Thanh Hằng ạ. Con có cái chất giọng dân ca rất là hay, rất là sáng. Thì cô hy vọng con sẽ được vào bên trong. Dạ, cảm ơn cô Hằng. Con mình hát mấy cái bài nhạc với giai điệu quê hương dân ca vậy nè là hay lắm rồi. Nhưng mà con có biết hát giọng cổ không? Biết luôn hả? Tặng cho mọi người đây một câu được không? Quê của bà tôi nằm sâu nơi chân trời mờ mịt nay, không biết có chờ mong người cháu ngoài muốn hoài về. Tại vì con có những cái mà khi con ngâm khó quá, con có những cái luyến lái nó chính xác, nó không có bị phô. Khi mà đẹp con lắm. Hát giọng cổ, chú Nghĩa nghe còn thấy hay hơn. Cái chất giọng rất là chân phương, phù hợp với lại giọng cổ rất là cải lương. Mời chú Quang Lê ạ. Khi mà con bước ra con ca tân nhạc thì thật sự là không thuyết phục chú. Chú nhận được là trong cái giọng con có một cái gì đó đặc biệt.
nhưng mà không dành cho dân ca hoặc tân nhạc. Tại vì con ca mà giống như con nói vậy đó. Chú hỏi với cô Việt Hương cũng đồng tình với chú điều này. Thì chú ngồi chú suy nghĩ là chắc con phải có giấu một cái tài năng gì khác ngoài cái tân nhạc hoặc là một cái bài ca quê hương. Khi mà con xuống cái vòng cổ đó thì cái cảm giác của chú lại thay đổi. Chú dành cho con một phiếu, nhớ không đi tân nhạc, cổ nhạc. Cảm ơn chú Quang Lê. Cô Việt Hương có ý kiến gì không ạ? Cô cũng có từng được diễn cái bài này chung với đội nhóm rất là nhiều. Cô với chú Quang Lê có nói là chưa thấy được cái sự mượt mà hào sảng đó ở miền Tây. Nhưng mà tự nhiên nãy chú Nghĩa cứu con một bàn thua trông thấy. Khi con hát câu cải lương, cô chịu liền, quay vô Bình Tinh, đá lòng nghe phạt phạt. Cô Bình Tinh, thế sao cô Bình Tinh? Đá lòng nghe luôn á. Khi mà nghe con ca thì cô Bình Tinh cũng nhìn xuống, nhìn chú Lê với cô Việt Hương để coi cái phản xạ của cô Hương có giống cô Bình Tinh không. Là cái chất giọng của con thì lạ thì có lạ, nhưng mà cô thì cô lại mong ở con có một cái gì đó nó hơn chút xíu nữa. Nhưng mà khi con ca giọng cổ á thì cô thích. Tố chất của mình là mình rất cần cái những giọng ca lạ. Dạ. Không giống ai hết. Rồi bây giờ nữa cháu nó được hay tốt hay đẹp hay không á là do cái sự huấn luyện của thầy cô. Nhưng mà trước khi đó đó thì phải coi ban giám hiệu mình đồng ý hay không cái đã. Mời cô Thanh Hằng. Cô đồng ý. Cô đồng ý. Chú Quang Lê. Chú đã đồng ý. Đã đồng ý. Cô Duy Cương. Cô đồng ý. Chúc mừng con về với lớp dân ca cái lương của cô Bình Tinh. Rồi, cả lớp qua đây, đủ chưa? Dạ dạ. Rồi, qua đây đứng đây nè, nghe. Bây giờ đó, thầy phải chạy qua bên kia, thầy mua vé cho tất cả thầy trò mình về Mỹ Tho. Đợi thầy quay lại, được chưa? Dạ dạ. Nhớ chưa? Dạ nhớ. Dạ dạ. Dạ dạ. Ôi đói bụng quá, kiếm gì ăn mấy bạn? Ý có nhãn kìa, ăn nhãn ha. Đi đi đi. Ủa chị bán nhãn hả chị? Ừ, nhãn tiêu ngon ngọt lắm nè, các em mua ủng hộ chị nha. Dạ. Chị ơi chị đẹp quá à. Chắc người miền Tây chắc ai cũng đẹp như chị gì đó, có đúng không? Trời đất ơi, mấy cái đứa này dẻo miệng lắm nghe. Ở miền Tây á, còn nhiều người dễ thương hơn chị nữa kìa. Người miền Tây luôn thiệt thà chất phác. Đất miền Tây thì thơm trái ngọt cây lành. Ủa, các em hôm nay đi đâu mà về đây vậy? Dạ, ngày hôm nay chúng em làm bài tập làm văn tả cảnh quê hương nên nhờ trường đưa về miền Tây để tìm hiểu thêm. Chị ơi, miền Tây mình có chỗ nào đẹp không chị? Chị sinh ra ở Tiền Giang và lớn lên trên chính mảnh đất này nè. Chị có nghe bà và mẹ kể về miền Tây xinh đẹp. Các em có muốn chị kể cho các em nghe không? Dạ muốn. Rồi, chị sẽ kể cho các em nghe. Miền Tây của chúng ta đẹp lắm. Dạ. Nên chị ơi. Yeah. Miền Cần Thơ gạo trắng nước trong, vui niềm vui ấm no cuộc sống. Miền Đồng Tháp ruộng lúa mênh mông, yêu tình yêu thắm duyên mặn nồng. Ai qua Tiền Giang xuống phà Mỹ Thuận, ai đi Hậu Giang đến mắt Cần Thơ. Nghe bài Nam Bắc thương tiếng đơn giọng cô, vì dầu âu ơ thêm nhịp giọng đó. Khắp chốn nở hoa dung bồi mặt sâu mưa mà môi. Xin cảm ơn những khúc nhạc lời thơ, những câu hò điệu.
chúng em sẽ có một bài tập làm văn thiệt là hay. Chúng em cảm ơn chị. Không có chi, chúc các em làm bài tốt nha. Dạ. Cảm ơn tất cả các con nha. Trước khi mà các thầy cô giáo trong ban giám hiệu nhận xét, thì cô giáo Bình Tinh nhận xét thế nào về phần trình diễn vừa rồi của học trò mình? Nói chung thì đối với Duyên thì cô có sự yên tâm hơn. Là tại vì con lớn nhất, con ý thức được tất cả mọi việc hết. Bây giờ con cố gắng để nghe những lời dạy dỗ của các vị giám khảo đi ha. Yeah. Xin mời cô Thanh Hằng. Con ráng cố gắng. Có những cái thì con ca cũng chính dây, nhưng mà có những cái con giống như nó bị mềm xuống thì nó lại bị chinh dây chút xíu, nó không có được tới dây. Cái đó cũng ảnh hưởng đến sức khỏe. Một cô gái miền Tây duyên dáng, con có những cái dấu hỏi, con luyến lái những cái dấu hỏi dấu ngã rất là dễ thương. Nói chung là con đã làm tròn được cái bài mà con đã dự thi. Dạ. Cô cũng chúc mừng cho con. Cảm được ơn vào cô trong Thanh thì con sẽ học hỏi nhiều kinh nghiệm nhiều hơn nữa khi mình ca trong cái câu giọng cổ. Có dạ. Những hò sự sang xê thì mình ca cho nó đúng cái dạ, có lẽ là nhiều khi bé cũng có nhiều cái áp lực á. Cái giọng của cháu nó mỏng lắm cô. Mỏng. Dạ, thì cách đây khoảng 2 ngày là bé bị khan tiếng, nhưng mà thực sự là hôm nay thì con cũng đã cố gắng lắm rồi. Cô hiểu, cho nên là sẽ càng ngày tiếp thu lời của cô rồi càng ngày càng cố lên nữa nghe con nghe. Cảm ơn tất cả các cô đã góp ý cho bé Mỹ Duyên. Ráng về giữ gìn sức khỏe nha con. Con có một vóc dáng cao ráo, một gương mặt sáng sân khấu, một giọng hát đẹp. Nhưng mà chỉ tiếc một chút là sức khỏe của mình nó không có ổn định để mình có thể hoàn thành cái bài thi của mình một cách trọn vẹn thôi. Chúc con có thật nhiều sức khỏe để tiếp tục nuôi dưỡng cái niềm đam mê của mình với bộ môn nghệ thuật cải lương này nha. Rồi, cảm ơn con. Dần
ruộng mùa lúa chiêm. Từ thượng du nước xuôi về Trung Châu, ôm hôn đồng súng sâu bên bên người áo nâu. Thank you.
quý vị có thể xem như đây là một đại nhạc cảnh trường ca Hội Trùng Dương. Xin được giới thiệu những thành viên đã hỗ trợ cho bé Quốc Dương trong tiết mục này: ca sĩ Ngọc Mai, ca sĩ Hà Vân và nghệ sĩ ưu tú Vân Khánh, nhóm bè Sunrise và vũ đoàn Phương Việt. Cảm ơn tất cả các bạn. Vừa hát vừa diễn nổi gai ốc như vậy đó. Con ơi, con hát tiết mục này con mệt không? Dạ mệt. Con tập hết bao nhiêu lâu được có được cái tiết mục này? Dạ con không nhớ. Không nhớ luôn hả? Tập nhiều quá trời. Thầy Quốc Đại, lần trước thầy Quốc Đại là cũng mang ra một cái tiết mục gọi là gom hết nghệ sĩ của thành phố, có bao nhiêu tràn hết lên sân khấu, 80-90 con người, bữa nay cũng vậy nữa. Sao thầy Quốc Đại giờ xúc động quá hả? Không, thật sự là hôm nay con với cái sức của con mà thầy giao như vậy là thầy thật sự là đưa một cái ca quá khó cho con. Và thầy lo nhất là cái đoạn con hò miền Trung. Ban đầu là dự định là không cho con hò, nhưng mà nếu mà không con không hò thì sẽ mất cái hay của con ở bài này. Và hỏi con hò được không? Tập con hò được không? Chắc chắn con làm được. Và hôm nay thì con hò như vậy thì thầy quá yên tâm. Thầy cảm ơn con rất nhiều. Quá giỏi. Bây giờ thì mời ý kiến của các vị giám khảo. Mời cô Thanh Hằng. Cô Hằng xúc động khóc với con. Khóc luôn rồi. Mặc dù tiết mục này không phải là một cái vở kịch, không phải là một trích đoạn cải lương, không có lâm ly mùi mẫn. Xin mời giám khảo Quang Lê. Chú rất là khen khi mà con đến cái đoạn Huế đó. Con ca một cái chữ mà rớt lòng chú luôn. Miền Trung vọng tiếng, em xin em bé tên là Hương Giang. Đêm đêm khu ảnh trắng vàng mà tháng. Được con ca cái câu mà hỡi tiếng nóng ma buồn qua cửa chờ, bên vắng lâu thuyền vỡ đêm sâu. Chú, con có biết là cái chữ sâu đó, cái chữ đơm sâu đó của con, đối với chú nó hay vô cùng. Quá là tuyệt vời của làng nhạc chúng ta, nhạc sĩ Phạm Đình Chương. Ba dòng sông của ba miền đất kết thành một trường ca. Đây là một tác phẩm giá trị, vô cùng giá trị. Và hôm nay cảm ơn anh Đại đã mang lên chương trình và đã gửi lại nhiều kỷ niệm. Cảm ơn con, cảm ơn chương trình. Mời cô Đăng Trang. Cô cùng với tất cả mọi người cảm thấy rất là tự hào về con. Con rất là giỏi. Đây là một thử thách vô cùng là lớn, nhưng chuyện đó bỏ qua một bên, vấn đề quan trọng là con đã làm được vô cùng tốt. Phần đầu của con, khi mà cái đoạn đánh trống từ phách nhẹ cho tới phách mạnh, cái đó cần phải có cái trí tuệ, sự thông minh thì mới có thể nhớ được, phải hiểu thì mới có thể làm được. Vào trong phần hát, những cái phát âm của con hiểu được là phần miền Trung thì phát âm như thế nào, miền Nam phát âm từ cái lúa chính là hát phát âm đúng rặt Nam Bộ. Rồi kỹ thuật thanh nhạc, có những lúc đẩy lên, có những lúc da diết legato, rồi cái staccato, rồi những cái lúc dùng hơi để đẩy lên, tất cả mọi thứ con đều làm rất là tốt. Và còn phần diễn xuất nữa, con phải hát á, trên cái thử thách nữa, đó là con đứng trên cây tre, rồi ngồi trên cây tre, ngồi trên cái thúng, phải trải qua cái bố cục sân khấu rất là nhiều nơi khác nhau nữa, vừa phải nhớ lời, phải nhớ động tác, phải tập trung vào câu hát của mình và phải giao lưu với các cô. Và con vô cùng may mắn khi có được cô Hà Vân, cô Ngọc Mai và cô Vân Khánh, ba người bạn mà cô rất là khâm phục về giọng hát cũng như là về cái nét đẹp. Khi mà ba cô bước ra, mặc dù là bạn của cô, nhưng cô cảm thấy vô cùng là xúc động, bởi vì hình ảnh của các cô cùng với con, cùng với sự dàn dựng của vũ đoàn Phương Việt và bàn tay dàn dựng của thầy Quốc Đại làm cho tiết mục của con vẽ nên một cái bức tranh vô cùng đẹp, một bức tranh Việt Nam rất đẹp. Ở đó con là người nổi bật nhất. Xin cảm ơn Quốc Đại, cảm ơn Quốc Dương. Chúc mừng tiết mục rất hay. Dạ, cảm ơn giám khảo Đăng Trang. Vậy rồi giờ cô Thanh Hằng cho điểm trước nha. Cô cho con 10 điểm. 10 điểm. Cô Hằng suy nghĩ nhanh chóng gọn lẹ. 10 suy nghĩ điểm từ lúc nãy giờ rồi. Nếu mà con vô nữa thì Đại làm gì? Dạ làm gì thì lúc đó tính sao chị nếu ơi. Nếu mà con vô nữa thì cô Hương mới được biết. Bí mật. Giờ cô Hương cứ cho con điểm trước đi cái đã. Có điểm đi. Nhiều cô Hương ơi. À, thấy thương quá à. Thích không con? Con thích không? Dương thích không? Dạ thích. Dương có mệt không?
Con ơi, hát lại bài này con hát nổi nữa không? Dạ không. Không nổi luôn rồi hả? Ôi, thấy thương quá à. Thấy không? Nghĩ sao nói vậy à? Không có mặt kìa. Sao cô Hương ơi? Nhiêu điểm khán giả? 10 điểm cho con. 10 điểm. Dạ, cảm ơn cô. Cảm ơn cô Thanh Thàng và cô Việt Hương nha. Ở đây, với số đi. Cô chú ơi, mua giùm con tẩy số đi cô chú. Đi cô chú. Dạ con cảm ơn cô. Cô chú ơi, mua giùm con tẩy cô chú. Chú mua giùm con tẩy chú. Cô mua giùm con tẩy cô. Vé số ơi, vé số đây, vé số chiều sổ đây. Cô ơi mua giùm con đi cô. Chúa cây này. Bác ơi, mua giùm con tờ giấy số đây. Lơ bêu như gái. Giấy số, giấy số chiều sổ đây. Lan thanh vượt với chú ơi, mua giùm con tờ giấy số đi chú. Không mua mày. Chú đẹp trai quá à. Mới nói cái gì? Chú đẹp trai quá à. Bên số hả con? Dạ. Đây. Trời đất ơi, trời ơi, coi nè. Bà bán vé số nào mới đưa cho nhỏ vé số mà số này sao bán được con? 020202 sao trúng? À, đây 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 đây, số này được nè. 010101. Số này đẹp. Chú mua. Dạ con cảm ơn chú. Nhiêu tiền? Dạ 10. 15.000 được không? Dạ chú đưa con 10 thôi. Thôi cho mua 15.000 luôn. Dạ con cảm ơn chú. Ừ. My gen chú cây này. Lèo bèo như gà. Vé số đây, vé số chiều sổ đây. Vé số đây, vé số chiều sổ đây. Còn được 3 tờ rồi. Gán bán cho hết, tặng phụ tiền về cho ba. Vé số đây, vé số chiều sổ đây. Chú ơi, mua một con tờ số đi chú. Gán. Dạ ba. Ra đây ba biểu. Ra đây. Dạ con. Con đi đâu đây? Dạ con đi qua nhà bạn chơi ba. Đi qua nhà bạn chơi? Dạ. Không phải là con nói với ba hôm nay là con đi học sao? Dạ con. Con. Dạ con. Con cái gì? Dạ. Vậy là con trốn học thiệt hả Vàng? Dạ con không có đâu ba. Trời. Vàng ơi, con làm ba thất vọng quá Vàng ơi. Con có biết ba không ngại nắng mưa gian khổ để lo cho các con ăn học. Còn mẹ con, mẹ con thì làm lụng cực khổ đến nỗi phải ngã bệnh trong bệnh viện kìa. Dạ con biết ba. Đi. Đi luôn thì đi luôn. Bà không muốn thấy mặt con nữa, đi đi. Ba ơi, ba đừng đuổi con. Mày đi đi, tao không muốn thấy mặt mày nữa. Đồ bất hiếu. Giang. Thiệt ra con trốn học là
con đi bán vé số vàng. Ba ơi, con thương ba lắm. Con không phải là đứa con hư đâu ba. Con biết mấy ngày này ba không có việc làm, phải chạy ra ngoài đường kiếm thêm tiền mua gạo về nấu cơm. Đã vậy mẹ con bệnh nằm liệt giường. Tối tối con thấy ba ăn bánh mì khô mà ba khóc. Con biết ban ngày ba nhịn đói nhường cơm cho con nuôi dạ. Ba thương con thì con phải biết thương ba. Ba nhịn đói làm sao con chịu nổi hả ba? Nên chưa con không đi học, con lén ba đi bán vé số. Trời ơi tiếng nỉ còn bổn phận người cha, khiến cho các con phải vướng lấy ưu phiền. Ba không muốn đời các con phải khổ, phải gánh cuộc mưu sinh trong gió mưa, trong gian khổ phong. Bằng tình thương chan chứa ba dành cho chúng con, ba muốn riêng mình chịu cảnh gian truân, chấp nhận hy sinh tất cả cho con khờ. Ba đánh con, con đau lắm không con? Dạ không. Dạ. Ba. Mình ơi, mình có nghe con Dạng nó nói gì không nghe mình? Ba, con năn nỉ mà con quay học á, ba trường đi bán vé số của ba nha ba. Con nỉ ba cũng làm được mà. Ba và con đi bán vé số của ba. Con cảm ơn ba, cảm ơn ba. Ôi, con gái. Chú, chuyện gì vậy anh? Không có, trời, con ơi con. Chú năn nỉ con đó con. Con bán cho chú cái tờ vé số 020202 hồi nãy mà chú trả lại cho con đó. Số rồi chú ơi. Trời đất ơi, chính vì số rồi chú mới mua đó. Sao vậy chú? Trời ơi, cái tờ vé số đó là tờ trúng độc đắc được con. Chú giỡn mà chú. Chú nói thiệt mà. Ba bán cho chú đi, bao giờ chú cũng mua hết đó con. Ba, 02, ở đây con có một tờ này ba. Có một tờ ba, này dễ dọn lắm ba, coi giùm con ba. Ơ, cái này là dễ dọn cũ rồi. Cái này mới nè. Dễ dọn mới hả? Mới. Mở nghe. 02 02 không không hay à, trời ơi trời ơi chúng đâu biết đâu con ơi trời ơi chúng đâu biết đâu con ơi trời ơi ơi sao vậy? Cho đi. Thưa quý vị, chúng ta vừa đến với câu chuyện tình phụ tử tác giả Tô Thiên Kiều, Huỳnh Ngọc Trinh.
với phần trình diễn của bé Kim Vàng và phần trợ diễn của nghệ sĩ Nguyễn Văn Mẹo và Trọng Nhân. Rồi, ơi con gái ơi, hôm nay lại làm mọi người xúc động nữa rồi với một câu chuyện về tình cha. Không biết ý kiến của các cô như thế nào, xin mời cô Thanh Hằng trước ạ. Cái tiết mục nó đã có sẵn cái sự cảm xúc rồi. Con có những cái nhịp nhàng mà cái về giọng cổ á, về cải lương nó rất là khó. Nhưng mà các con á, tuy rằng còn nhỏ mà các con đã chững chạc cái trường canh. Có những cái mà con có nhích chút xíu, nhưng mà con biết được cái nhịp nó sẽ tới đó, nó sẽ xuống cái câu đó, thì con lại kéo gịch lại chút xíu nữa để cho nó đúng cái nhịp. Tuy rằng con khóc nhưng mà con cũng ráng cố gắng con vô được cho câu giọng cổ. Có nhiều người vừa khóc mà ca không được, mà con khóc thì con ráng nén lại rồi con vô câu giọng cổ rất là tròn. Cái tiết mục rất là dễ thương. Cái phần kỹ thuật thì cô Thanh Hằng đã nói ha, cô Việt Hương thì lại hơi lấn cấn về cái bản dựng chút xíu. Đối với cái một cái tài năng mà đến tuổi của tụi con mà hát được như vậy là cô đã quý rồi. Nhất là chọn là một cái ngành nghề rất là khó. Nhưng mà cái bản dựng này nó làm cho cô cảm giác nó bị trì và nó hơi cũ. Tại sao một cái đứa bé nó thơ ngay trong sáng như thế mà không lật mở ra trước, thì chỉ là lấn cấn một chút xíu đối với cô Hương về bản dựng thôi. Còn bản thân con là cô Thanh Hằng đã nói về cái phần kỹ thuật rồi ha. Cho nên cô sẽ dành thêm thời gian nữa để cô ở cạnh các cô huấn luyện viên, mình thảo luận với nhau đến khi mà đưa tụi con vô vòng chung kết thì tiết mục nào nó cũng tròn và phải và cái như miệng phải tròn xoe lên, và thật là khó khăn để chọn tụi con ha. Hồi nãy bước vô là cô Hương cứ lấn cấn, ví dụ bán vé số thì sao mà bán dài thế nhỉ, bán hết cho khán giả hết bao nhiêu đây thì mất hết thời gian của mọi người, mà nó chì cái tiết tấu đi, chị thiếu tí đó thôi Bình Tinh. À, chị khúc khắc cái chỗ đó thôi chị. Đó là những lời ý kiến, những lời đóng góp từ cô Việt Hương dành cho mình. Nhưng mà cái này ấy, giống như là cô Hương đang góp ý cho cô giáo của con là cô Bình Tinh, để lần sau mình dựng thì mình lưu ý những cái điều này, làm cho tiết mục của mình nó hấp dẫn hơn con ha. Chứ còn riêng về phần con, như cô Thanh Hằng nói đó, con ca rất là tốt phải không, canh đúng nhịp nhàng, giọng trong trẻo mà diễn rất là cảm xúc nữa. Chúc mừng con gái với tiết mục này nha. Xem
Cảm ơn các bạn Wendy, Ngọc Tâm cùng Vũ Đoàn Chuông Gió. Bây giờ mình nghe các cô chú nha. Mời cô Đăng Trang. Lúc mà cô thấy con trợ diễn cho các bạn ở các tiết mục trước á, thì cô thấy con rất là sắc bén, rất là đanh đá. Tiết mục này là cái tiết mục mà con cần phải có cái độ lúng liếng, cái độ rất là sắc bén đó. Nhưng mà con lại thiếu đi. Không hiểu sao, nguyên một bài con bị lo ra, con không có tập trung, con đi qua đi lại hồn vía, con bay đi đâu mất tiêu à. Giọng con rất là sáng hợp hát dân ca lắm, nhưng mà phải có cái luyến, cái lấy mà mình thiếu cái đó. Ví dụ như là ta ti ta ta ti ta 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 ti ta, nó phải có cái ta da đi đi da đi da, nó phải có đủ nốt như vậy. Cô tưởng đâu câu đầu con hát là ta đi ta ra là đã thiếu nốt rồi ha. Thì cô nghĩ là cái đó là do xử lý. Và câu thứ hai, câu thứ ba con lại phải hát luyến để cho khác đi. Nhưng mà từ đầu cho tới đuôi cô ngồi cô đếm, cô ngồi cô canh, thì con câu nào cũng như câu đó thiếu cái luyến đi, thiếu cái độ sâu của cái dân ca đi. Con hiểu không? Và nhớ cho cô, bạn nào cũng vậy, lên diễn là phải tập trung, diễn cho tất cả mọi người xem, thầy, cô, bạn bè ở nhà đang xem mình. Mà mình không có tập trung thì mình bể mất cái phần diễn của mình, uổng quá, đâu có ai cho mình hát lại đâu, đúng không? Con mắt là phải nhìn thẳng, nhìn qua phải là qua phải, qua trái là qua trái, phải sâu sắc vào, chứ không phải vừa hát mà vừa nhìn qua nhìn lại coi bạn đứng đúng chưa, rồi coi câu đó làm sao, coi phải lo cái gì trong đầu, thì cái đó là chưa được, hay chưa con? Cố gắng là rút kinh nghiệm hay chưa? Với thêm một cái nữa là hơi, hát dân ca, bản thân cô là sợ nhất. Bởi vì dân ca cần hơi dài lắm, cho nên cái đó tụi con phải tập. Tập lấy hơi thật là sâu để hát nguyên được một câu dài. Thì cái đó thầy cô phải chỉ cho con nha. Rồi, ok. Cảm ơn cô Đăng Trang. Thật ra thì theo dõi quá trình của bé Yến Vi thì tôi biết cái chất lượng của Yến Vi không phải như hôm nay. Nó khi mệt. Hát một cái câu mà cảm thấy mình chưa đúng là mình á, thì tự giận mình luôn á. Cho nên cái sự lo ra và không làm chủ được giọng hát của mình, con đã cố gắng hoàn thành được cái bài hát mà không bỏ giữa chừng là con cũng nỗ lực nhiều lắm rồi. Bởi vì cái giọng của con trong những vòng trước đã được khẳng định thì mới được vô tới vòng này. Chứ nếu mà vòng trước con hát lê lơi kiểu này, con đã không có mặt hôm nay rồi. Cảm ơn các cô chú giám khảo. Uống ngụm nước trong em nhớ dòng sông Hồng, ăn chén cơm đầy em nhớ đất gần. Đẹp quá quê.
mừng Quách Phú Thành, con đã hoàn thành phần thi của mình. Và cảm ơn các bạn của Vũ đoàn Chuông Gió. Những cái chỗ hát lên cao của con cực kỳ sáng và đẹp bài hát. Còn nữa là con còn diễn xuất làm công tử Bạc Liêu đâu. Con sọt tay túi quần làm công tử Bạc Liêu lại cho mọi người coi coi. Nghe danh công tử Bạc Liêu đốt tiền nấu trứng, tỏ ra mình giàu. Cái hất mặt á, cái hất mặt rất cái là giàu. Cái điều ở đây huấn luyện viên rất là giỏi, không phải đẩy con lên đến tối đa, biết kềm con lại. Tiết mục này vừa đủ kiềm chế để giọng hát và diễn xuất phối hợp điêu luyện với một dàn vũ công rất là lớn, rất là chuyên nghiệp như thế. Càng ngày con càng tỏa sáng ra, con càng bộc lộ con là nghệ sĩ. Yeah! Mãi lưu truyền cho thế hệ mai sau. Ngay cái ngày đầu tiên chú gặp con khi cái vòng casting đầu tiên, khi con mặc cái áo dài khăn đóng màu xanh, chú đã nói là nhìn con nó lỏng thõng giống như là mấy ông ở trong cái đi coi đình, mấy ông từ mà giữ đình vậy đó. Chú nhìn con chú thấy thương lắm. Và tới ngày hôm nay con vẫn giữ được cái nét dễ thương đó. Con đã được chăm chút bởi ông Năm. Chú nghĩ ông Năm của con là một người phù thủy và một cái người sáng tạo. Anh có ghi rất là rõ ràng trong này nè Quốc. Hai cái câu hò đầu của con là con đã lấy lòng được chú rồi. Bởi vì con vô cái hai cái hò rất là ngọt. Cảm ơn chú Hoài Linh. Và trước khi mấy cô chú cho điểm thì giờ mình lấy lòng giám khảo lại. Đặc biệt là giám khảo Hoài Linh bằng câu hò hồi nãy đi con. Hò uống ngụm nước trong, em nhớ dòng sông Hầu, ăn chén cơm đầy, em nhớ đất Cần Thơ. Hay quá, quá ngọt ngào. Khách chuẩn y như là mình nghe mở đĩa vậy. Yeah, đúng rồi. Và chú hy vọng rằng sau này con sẽ là một kép chánh của cải lương. Cảm ơn chú Hoài Linh. Nếu như mà hai câu đó đã lấy lòng được chú Hoài Linh rồi thì điểm số của chú Hoài Linh dành cho bé Quách Phú Thành là bao nhiêu ạ? 10 điểm. Chúc mừng con điểm 10 đầu tiên của đêm nay. Và điểm số từ cô Thanh Hằng, 10. Hai điểm số tuyệt đối của hai vị giám khảo rồi. Còn cô Trang với chú Bạch thì chúng ta sẽ biết sau. Thank you.
sóc trăng Mới có tiết mục đầu tiên của đêm nay thôi đó mà hoành tráng lệ vậy đó quý vị. Và tiết mục này cũng đã cho chúng ta thấy được những cái nét đẹp văn hóa ở từng vùng miền trên đất nước Việt Nam chúng ta. Xin mời cô giáo Việt Hương. Cái tiết mục này rất là đặc biệt, tại đây là một trong những cái lễ hội mà Việt Hương rất là muốn được tận mắt để đi xem đùa ghè. Nó vui mà nó hào hứng. Điều quan trọng là về tới Sóc Trăng thì không thể nào mà quên được cái món bánh này. Uống nước trà đã dạy bé Kim Anh còn rất là khôn khéo khi đem xuống cho ba ban giám khảo. Mà quan trọng là hôm nay con ra đây á, không có thi tố gì trơn á, lội ngược dòng, lội ngon lành luôn. Chịu có một cái là vô chỏng có 2-3 giây mà sao thay được bộ đồ kịp luôn. Hát tốt ha, vô ra ngon lành. Nói chung là hôm nay con lội ngược dòng là ngon lành rồi. Và hồi nãy là đua ghe mà mình còn về mình thắng luôn nữa, đúng không? Lội ngược dòng mà mình được cái ghe nữa là mình ngon rồi. Bây giờ mình nghe tiếp ý kiến của cô Thanh Hằng nha. Con đã tiến bộ hơn lúc trước, hai bài nhạc rất là đẹp. Nhưng có một điều rằng là về bên cổ, khi cổ không phải đơn giản. Nếu mà con làm tốt được cái bên cổ nữa thì coi như hôm nay con hoàn hảo lắm. Cô chúc mừng cho con. Cảm ơn cô Thanh Hằng. Xin mời ý kiến từ cô Đoan Trang. Kim Anh, con là một
bé gái rất là tài năng, con có giọng hát rất đẹp, gương mặt rất là dễ thương, sáng sân khấu lắm. Tiết mục này cô Bình Tinh dựng cho con rất là đẹp, đây là một cái kỷ niệm rất là lớn đối với con để mình được trải nghiệm. Tuy nhiên, cô vẫn hơi tiếc là con hơi bị vấn đề về phần hơi, cái lấy hơi của mình đó, nó không dày, cho nên cái phần diễn của mình, cái những cái nốt hát của mình nó chưa đủ độ chính. Tụi con còn nhỏ mà tụi con làm như vậy rất là tốt, chỉ khắc phục thêm những cái mà mình còn khiếm khuyết nha con. Chúc mừng con, và một lần nữa, thay đồ rất là giỏi. Bấy nhiêu đây tuổi mà con có thể bình thản chạy xuống, thay đồ và chạy lên, tươi ơi là tươi, còn khuấy động khán giả nữa, cho nên cô chúc mừng con. Cảm ơn các cô nha. Cảm ơn mọi người. Bây giờ ban giám khảo của chúng ta có 3 người, con được quyền chọn một người để biết điểm số. Con muốn chọn cô nào? Con xin chọn cô Việt Hương. Cô Việt Hương, cô sẽ dành cho bé Kim Anh bao nhiêu điểm? Điểm thấp nhất là bao nhiêu và cao nhất là bao nhiêu, con quên rồi nhỉ? 9, 10. Tới giọng này thì bé nào cũng tài năng như nhau hết. Thấp nhất là 9. 9. Là cao nhất là 10 hả? 10 điểm. 10 điểm. Còn cô Thanh Hằng và cô Đăng Trang thì cuối chương trình chúng ta sẽ biết ha. Tình ta
Một tiết mục rất là hoành tráng, rất là đẹp mắt. Và về Huế thì chắc chắn là mình phải hỏi chú Quang Lê trước rồi. Chú Quang Lê thấy tiết mục này như thế nào ạ? Chú phải đầu hàng chứ thua con đó. Con biết nhiều quá, rất tuyệt vời. Đây là cái bộ môn mà con cũng như là huấn luyện viên đã chọn thì chú rất là thích. Và Quang Lê rất tự hào khi có tiết mục ca ngợi về cái đặc sản cũng như là cái bộ môn ca Huế. Cảm ơn con vị dạc. Cảm ơn chú Quang Lê. Mời cô Việt Hương. Mỗi lần mà con cất cái giọng nói con lên và với cái phong cách, cái kiểu nói của con á, như một cái người hùng biện vậy đó, nghe nó đã mà rợn hết cả người. Nhưng cái phần hát của con hôm nay không có tốt lắm. Và em biết không, cái điều đó nó giống như là bánh bông lan mà em đẩy thêm miếng trứng muối cho nó đậm, cho nó sắc ở chỗ đó thôi. Còn cái phần của con bé vẫn là phải phần bánh bông lan, phải nở bung ra như thế. Bắt con nó hát nhiều quá, hiểu không? Phải cảnh báo, vô tới đây rồi phải cảnh báo, làm cho cô suy nghĩ hết sức. Thôi, cứ để thời gian cho cô Hương suy nghĩ đi. Mình nghe tiếp ý kiến của cô Đoan Trang. Đúng như là cô Việt Hương nói là phần hát của con hôm nay là chưa tốt lắm. Bởi vì mấy cái bài này rất là khó. Hát phải có những cái trúc trắc đi lên đi xuống. Một thương tóc xòa ngang vai hai ơ. Tuy nhiên cái tạo hình của con hôm nay quá đẹp. Từ cái mái tóc của con tới cái mứng, tới những cái bộ trang phục của con nhìn rất là tao nhã. Nó rất là đài cát của một cô gái Huế. Đẹp, ôi cháu đẹp quá. Cảm ơn cô Đoan Trang, xin ý kiến từ cô Thanh Hằng ạ. Bước ra sân khấu con điềm đạm, con dịu dàng. Gương mặt và cái hình thể của con đều giống cô hết à? Trời ơi. Giống chỗ nào vậy cô Hằng? Hạnh cái Đoan Trang cái gì thì mỹ dịu dàng. Từ lâu rồi, những cái số mà đầu tiên cho đến bây giờ, lòng cô luôn luôn lúc nào cũng ao ước. Cô xin được phép làm một người mẹ đỡ đầu cho con có được hay không á. Cái điều đó cô may rất quá, quý. May quá chị Hằng nói câu đó, em cứ sợ chị Hằng nói câu cô xin phép mẹ cha con nhận cô làm con nuôi luôn. Cho giống hai chị em. Dạ, cảm ơn các cô chú. Giờ con muốn nghe điểm số của hai cô chú nào. Mời cô Đoan Trang trước nè. 9,75. 9,75. Rồi ai nữa con? Nghe điểm số chú đi. À, chú Quang Lê đi. Cô Việt Hương. Cô Việt Hương. Con có cái khả năng khủng khiếp là nói hơn cô ha. Cho nên cô phải muốn giống như là con là truyền nhân vậy đó. Cho nên là phải có cảnh tỉnh. 9,5. 9,5. Rút kinh nghiệm. Rút kinh nghiệm ha thầy Quốc Đại ha. Nhìn quân tanh lũ sang biên tùy
Quý vị, đó là bé Huyền Trang. Xin cảm ơn vũ đoàn Hải Âu. Con ngồi đây, con ngồi đây. Đó, ngồi đi gái đó. Trời ơi cưng quá. Chú Nghĩa ngồi sau con, giống như là tùy tùng hộ vệ cho con vậy đó. Dạ. Dễ sợ quá quý vị. Dễ ơi. Sợ quá, khủng khiếp bé quá. Bé Huyền Trang làm cho mình bất ngờ quá đúng không? Mấy tuổi tuần con? Trước con mấy tuổi này con? Dạ con 5. 5 tuổi thôi. Mấy tuần trước là diễn kịch không thôi, bữa nay hát. Quốc Đại ơi. Dạ. Rất là khó. Tại vì á có ba bé thôi, bé Vĩ Dạ nó lại một cái màu sắc khác, thành ra là bây giờ còn bé Quốc Dương đẹp quá, bận vô nguyên đồ thủy thủ đó, rồi bây giờ cái cô này vừa hát vừa diễn nữa, và xin đây? Chân thành cảm ơn cái vũ đoàn bưng bê nam nữ đẹp quá, tôn vinh cái bà này lên, bà chúc ép xong đứng trên cái bục cao quay qua nói chị Hằng, trời ơi cưng chịu hết nổi. Bây giờ tôi không biết là đưa ai vô đưa khổ ai ra quá, Quốc Đại ơi. Phải không chị? Điếu Quốc Dương đó. Cũng đẹp mà. Bé này cũng đẹp, bé Vĩ Dạ nữa. Bây giờ dạ, làm sao bây giờ cho tôi đây? Về được không, ban tổ chức nghỉ chấm. Thôi cô Hương ơi, bình tĩnh ngồi xuống cô Hương ơi. Cái điều mà làm mình bất ngờ đó là ở cái tiết mục này bé không có diễn kịch như mọi khi và bé chỉ hát, nhưng qua cái bài hát của bé, cái thần thái của bé ra một vị nữ tướng, nữ anh hùng Bùi Thị Xuân, quá tuyệt vời trong cái tiết mục này luôn á. Con cho cô đi theo chăn voi cho con nha. Được không con? Chịu không? Dạ không. Sao mà cưng sao vậy? Sao vậy? Dạ phải coi lên con voi nó ngã. Trời. Chú Lê lên nó mới ngã. Cô chỉ cho voi ăn mía thôi chứ cô đâu có làm gì con voi. Cưng quá, con hơi sang quá. Dạ. 5 tuổi đời rồi trời ơi. Mà mấy cô chú công nhận không? Hát không rớt một nhịp. Bây giờ đúng sao? Rồi, ba bài sao? Toàn là cũng dạ. Bài là khó đâu phải bài là dễ đâu. Dạ dạ.
Dạ cô Hằng, biết cô Hằng cũng nôn lắm rồi, nhưng mà giờ mời cô Hằng nén nói lại xíu. Dạ. Mời chú Quang Lê trước ạ. Bây giờ chú thích con thì chú phải chấm điểm cao thôi, còn nếu mà chú không thích con thì chú cũng phải đành chấm điểm thấp hơn. Nhưng chú thích con và con dễ thương lắm. Thôi em ơi, em nói câu thiệt lòng nãy em nói chị đi, em đừng có giả bộ, chú không tránh. Giờ cuối thì Quang Lê nói trời ơi tôi thích quá, đem hình ảnh tôi lên lúc bưng dòi ra đó. Cái này là cô Hương, cô Dễ. Ông nói trời ơi, cái này là 9 điểm thôi mà tại vì nó bưng hình ảnh tôi lên. Con dơ kìa chú, em cho 10 điểm ông Lê này nè. Ông khoái, bưng hình ảnh ông lên ông khoái. Đúng, hồi nãy vậy là cái mê một... lắm. Con mang cái hình ảnh con dơi lên, chú thấy giống chú quá. Cho nên chú quyết định là cho con cao hơn 9 điểm. Dạ, cao hơn 9 điểm là bao nhiêu thì mình chưa biết ha. Dạ. Chút xíu mình sẽ biết. Còn giờ mời cô Đoan Trang tiếp lời ạ. Trời ơi, mới có 5 tuổi mà sao thuộc những cái bài hát dạng sử thi như vậy. Thật sự là có tài. Đồ đạc, trang phục, tất cả mọi thứ trên sân khấu rất là đẹp con ơi. Và nhất là 5 tuổi mà hiểu mình đang làm cái gì. Cái mặt lúc nào cũng đằng đằng sắc khí, không xả dai. Cô chịu. Cảm ơn con. À. Cảm ơn cô. Dạ, bây giờ thì mời đến cô Thanh Hằng. Nãy là... nếu nói cô Hằng nén nói, giờ mời cô Hằng nói ạ. Bây giờ không nói nữa đâu. Sao cô? Mời bà... không có dám, không có nói nữa thì mời bà chị vô luôn đi. Bởi vì hay quá đó con, biết không con? 5 tuổi mà mày đặt lời thề non sông. Trời đất ơi. Tôi vừa bước với bà chị luôn. Mày vừa bước ra cái hàng chứ nó trời ơi ơi. Tôi lúc chú bé rồi chứ chưa cao bằng ba cái bậc tam cấp nữa mà lời thề non sông. Mày dễ thương nhất là cái chỗ mà giơ hai tay lên gì nè. Ừ. Hai tay bả cục ngủng. Tôi đi được gì chị luôn á chị ơi. Cưng gì đâu á. Vô đi chị. Dạ. Chị vô chị. Biết là vô rồi nhưng mà giờ phải cho điểm con chứ. Con muốn nghe điểm ai trước nè. Dạ con muốn nghe điểm cô Đan Trang. Cô Đan Trang, mời cô. Bây giờ chú Quang Lê chứ cô Thanh Hằng là chưa có lộ điểm ra thì cho cô giấu vô một chút vậy đó. Rồi, chú Quang Lê thay mặt cô đi. Dạ, dạ mình mời chú Quang Lê trước con ha. Dạ. Dạ, mời chú Quang Lê. Rồi, chú cho con 9.5 điểm. 9.5 điểm từ chú Quang Lê. Tới ai nữa con? Ai nữa con? Cô nào? Kêu cô khó đi, xử cô lắm nha con. Dạ. Cô Hương đi ha. Dạ. Ai, mời cô Hương. Cô Việt Hương với chú Hoàng Lê là bạn một, cho nên cô cũng cho con 9.5. 9.5 luôn từ cô Việt Hương. Cô đang tram với cô Thanh Hằng, một lát mình sẽ biết. Chúc mừng con gái. Nồng nàn hương lúa đồng quê, ngày mùa vất vả lúa về đầy sân. Đồng xa cho đến ruộng gần, lúa vàng chảy thẳng hương nồng cốm quê. Có vui xả cánh bay về, tình quê hương lúa như mê hoặc lòng. Bóng ai ngả lộc trên đồng, hiu hiu gió thổi tóc bông bần bay. Cánh đồng lộng gió chiều nay, lâng lâng bỗng thấy như say cả làng. Bình minh lên trên cánh đồng xanh, có đàn cò trắng bay bay, có con trâu đang đi cày. Xa xa thấp thoáng cánh diều, hò ơi hò ơi hò. Quê em có cánh đồng xanh, trường
lúa và người nông dân cần cù chất pháp mộc mạc là mảng màu không thể thiếu trong bức tranh đồng quê Việt Nam. Từ bao đời nay, người dân Việt Nam coi đó là một phần không thể thiếu trong cuộc sống, đó là bát cơm, hạt gạo chúng ta hay ăn buổi sớm chiều, đó là muôn vàn các loại bánh trái ngọt ngào thơm mát cả một thời tuổi thơ, như là bánh trưng, bánh dày, bánh giò, bánh bò, bánh xèo, bánh bèo, bánh nồng, bánh ướt, bánh ít, bánh ú, bánh đúc, vân vân. Cây lúa là biểu tượng cho nền văn minh lúa nước, cho đất nước Việt Nam với hình ảnh hai bông lúa trên quốc huy. Cây lúa và hạt gạo không chỉ mang lại sự no đủ mà còn trở thành một nét đẹp trong đời sống văn hóa tinh thần của người Việt. Cây lúa tượng trưng cho tâm hồn con người Việt Nam mềm mại, dẻo dai, cần cù và giàu tình yêu thương. Đó là một chàng lang liêu trong sử tích bánh trưng, bánh dày đã dùng hạt ngọc lúa gạo tạo ra bánh trưng, bánh dày dâng lên cho vua cha nhằm thể hiện lòng hiếu nghĩa của một người con trai đối với đấng sinh thành. Đó còn là sự cần cù, chịu thương, chịu khó của người nông dân. Cày đồng đang đuổi ban trưa, mồ hôi thánh thót như mưa ruộng cày, là tình yêu thương ngọt ngào của mẹ dành cho con. Lúa làm cho đất nước ngày càng thêm trù phú, cuộc sống của người nông dân ngày càng no ấm. Lúa góp phần tôn vinh dân tộc Việt Nam.
Thưa quý vị, đó là tiết mục Lúa mà cô bé dễ thương Vĩ Dạ cùng với các bạn nhỏ của nhóm thiếu nhi Sido đã mang đến cho chúng ta. Cảm ơn các con nha. Các cô chú thấy thế nào? Cô hơi tiếc chút xíu là lúc diễn mà cứ nhìn qua nhìn lại mắt láo liền chút xíu thì nó mất cái độ tập trung thôi. Mai mốt mình phải để ý chỗ đó nghe con. Còn về phần biểu diễn của con, cô luôn luôn ấn tượng cái phần dẫn dắt, cái phần MC của con. Lên giọng xuống giọng, đọc với tất cả cái cảm xúc của mình, đầy xúc cảm. Và cô nghĩ là trong tương lai con rất là có khả năng trở thành một cô giáo dạy văn, hoặc là một nhà thuyết trình, hoặc là một sướng ngôn viên. Nếu con cố gắng, con sẽ là một cô gái rất là thành công trong tương lai. Chúc mừng cho tiết mục của con. Cảm ơn cô Đoan Trang. Nói chung lại là bây giờ đó, không phải là chú ghiền con rồi. Con biết không, là bao nhiêu năm nay chú không có ghiền một cái người nào mà nói mà nó sướng như con đó. Gọi là chứ bây giờ chú là fan hâm mộ của con luôn á. Giờ cho nhiêu điểm cô Hương? 10 điểm. 10 điểm. Cô Hằng nè, tiết mục bữa nay cô cũng không cảm thấy không đã gì mấy, cho nên con bị lơ là chút xíu đó. Sao không có lỗi nào trong cái thoại của con, nhưng mà cái lúc mà con diễn trong cái tiết mục đó, nó con có cái sự hơi lơ là chút xíu, nó không có được gọi là tập trung vô. Gửi con 9,75. 9,75 cũng là một điểm số rất là cao rồi ạ. Mình còn điểm số của chú Quang Lê với cô Đoan Trang mình chưa biết nữa mà, đúng không? Ẩn số. Dạ, vẫn còn là ẩn số. Sài Gòn đẹp quá đi thôi. Sài Gòn đẹp quá đi thôi. Ôi dì. Xinh đẹp quá. Ôi dì. Tới rồi cô ơi, xinh đẹp không cô? Đẹp quá anh ơi. Chờ tôi một chút nha. Ăn cướp kia, đứng lại. Đúng rồi. Đúng rồi. Không chạy thì sao? Hai. Mới nửa chiều đó. Good. Trốn cái gì đâu? Trả đây. Không trả thì sao? Ba tôi trả nè. Ba cho tôi nè. Cô nè, hình nữa danh xe đừng có nhảy nha. Ông cướp đã giật đó. Biết rồi, cảm ơn nha. Sao nhìn quen quen ta? Bây giờ cô muốn đi đâu? Tôi muốn tham quan Sài Gòn. Ok. Ủa, có phải là anh Bảy chị Tư không vậy? Anh Tư chị Bảy chứ. Ủa, em hâm mộ anh chị quá à, cho em được xin chụp hình nha. Cho tôi hỏi đây có phải là anh Tư chị Bảy trong Thử Tài Siêu Nhí không ạ? Dạ đúng rồi, dạ đúng. May quá rồi. Sắp tới tôi có một show diễn ở bên nước ngoài, tôi muốn mời anh chị biểu diễn. Anh chị có đồng ý với lời đề nghị của tôi không? Đồng ý. Vậy thì cùng đi nhé. À, mà trước khi đi, tôi muốn chụp một tấm hình để tôi làm hình ảnh quảng cáo, anh chị cho tôi ra chụp một tấm hình nhé. Đó, đó, hồi đó ông làm hiệp sĩ, ông ghẹo tôi á, ông có nhớ không? Nhớ chứ, hồi trẻ trâu mà, bây giờ mình già rồi, bây giờ mình đổi đời rồi. Bạn có nhớ Việt Nam không? Nhớ chứ, sao không nhớ được quê hương của mình mà. Ông có nhớ Việt Nam không? Nhớ chứ, tôi sẽ về Việt Nam nha. Thăm bà con, thăm mấy đứa bạn nữa. Ừ, thăm anh Hoài Linh nè, rồi thăm chị Tân Hằng nè. Anh chị Đăng Chi nè, anh Thanh Bạch nè, anh Nghĩa nè. Ủa chứ quên anh Gia Bảo hả? Như anh Bảo chứ. Về thăm cuối cùng thôi. Tôi với bà về Việt Nam nha. Ừ. Mấy đứa nhà về Việt Nam. Cảm ơn các bạn Vũ đoàn Hải Âu đã hỗ trợ cho tiết mục này. Nghiệp biết không, thời gian gấp rút quá, ra mấy cô chú quá trang không công kịp. Vẽ hai cái đường này hai bên như là hai cái cọng rau vậy đó. Bữa nay mới biết đàn bà cũng có râu. Trời
Cô Thanh Hằng cũng là người xa xứ nè. Cô Thanh Hằng chắc cũng có những cái hoài niệm về quê hương giống như hai nhân vật này phải không ạ? Đúng rồi, trời ơi, thiệt là nó xứng đáng là thử tài siêu nhí sao đâu á nha. Cưng dễ sợ luôn á, giờ không có còn gì phải nói. Cảm ơn cái tiết mục của thầy Gia Bảo đã dạy cho hai đứa con. Cảm ơn cô Thanh Hằng. Giọng của Khả Hân thì khỏi cần phải giả già, con cũng già sẵn rồi. Chỉ có tội nghiệp cho Bảo là lúc mà trong clip con phải giả giọng già đó. Rồi đi ra ngoài, tướng của con đi lồm khồm nhìn nó cũng già thiệt. Ra cái vai ông già bà già. Chúc mừng hai con, rất là duyên dáng và dễ thương. Cảm ơn chú Hoài Linh. Và có lẽ là hai bé này là một cái sự kết hợp hoàn hảo đó Bảo. Ha, ban đầu thì mỗi bé là một thí sinh riêng. Ý kiến gì hả chị? Lát nữa chú Thầy Nghĩa nói xong á là tới cô Đăng Trang nha. Cô Đăng Trang chưa được nói miếng nào hết. Trời ơi, chưa mấy người dạ. Ra già ta kỹ dạ. Tánh em cảm ơn chị Bãi đã góp ý cho em. Thôi giờ cô Đăng Trang nói cho chị Bãi chứ vui đi. Trời, bây giờ chị Bãi muốn em nói cái gì chị Bãi? Nói khi mà con thi đậu á. Hay chưa? Coi như là lần này là chị Bãi gài sát dán luôn là cho chị Bãi đậu. Nhưng mà cô thấy là hai đứa con á là vẫn diễn lột tả được cái vai ông già bà già. Thì cô hy vọng là khán giả yêu mến tụi con bình chọn để tụi con lội ngược dòng, để tụi con có cơ hội bước vào vòng trong. Được chứ chị Bãi? Được. À, được rồi, chị đồng ý rồi đó, chị cho qua rồi đó. Rồi, mời anh chị vào trong nghỉ ngơi, dưỡng sức. Trời ơi, coi. Trời ơi, cái... cái lưng ông đi giống Hoài Linh quá rồi. Đó. Con rất là sáng sân khấu. Ông ca chú cũng thích à, thôi chú gật đầu. Con thấy chọn con. Mời giám khảo Thanh Bạch. Đồng ý. Giám khảo Thanh Bạch đồng ý. Cô Thanh Hằng. Tao không đồng ý. Đồng ý. Cảm ơn cô. Chúc mừng con về với thầy giáo của con nha. Thầy Hữu Quốc. Kiểm tra văn hồi nãy bạn được nhiêu điểm? Thì điểm của tôi rất là khiêm tốn, chỉ suốt ngày được 8 điểm mà thôi. Tôi cũng được 7 điểm rưỡi chứ bộ. Ồ thế à. Ê nhìn kìa. Đi. Ê Wendy, bạn được nhiêu điểm? 1 điểm. Kìa, hai đứa đang làm gì đó? Tụi em lỡ tay. Đưa đây cho cô. Tại sao em lại giật tập của bạn như vậy? Mai mốt không được làm như vậy nữa nha chưa? Dạ. Đi vô quỳ gói hết cho cô. Wendy, em nghe cô hỏi nè. Sao bài văn tả với người cha vừa rồi em không làm được gì hết vậy? Dạ thưa cô, từ hồi đó tới giờ em chỉ sống với mẹ không à, cho nên em đâu có biết cha của mình như thế nào mà tả được bài văn đâu cô ơi. Con xin lỗi em, nhưng mà em cũng phải... Ơ kìa, đó, em nhìn đi, đó cũng là hình ảnh của một người cha đó. Em quan sát cho thiệt là kỹ, rồi cô tin rằng em sẽ làm được bài văn tả như người cha. Dạ, em cảm ơn cô ạ. Cha bông cha bé đang đi, cha gốc trên núi.
lễ hậu là hồng dân. Ngồi xuống đêm thâu những lần con hôn con đau, thương mẹ thương con nhưng nghĩa là lẽ sống đời cha. Cha là nhân thái dương rồi cho con rồi là tiết mục nhạc cảnh công cha nghĩa nặng với phần dự thi của bé Wendy. Cảm ơn tất cả các con trong lớp của thầy giáo Hữu Quốc và diễn viên Hoàng Phi trong vai người cha. Cảm ơn các con nha. Và mời giám khảo Thanh Bạch. Ở đây cái yếu tố kết hợp và yếu tố thời gian đã được rút ngắn lại nhất để người cha đưa con đi học rồi con tốt nghiệp và nó được cách điệu bằng năm tháng. Nhưng tất cả điều này sân khấu cho phép và được chấp nhận. Chú chúc mừng. Cảm ơn giám khảo Thanh Bạch. Mời Quang Lê. Chú nghe con hát là chú biết con nghe bài hát này từ ca sĩ nào rồi. Bây giờ chú đoán con có đúng không nha? Có phải con nghe từ cô Hương Lan không? Dạ. Tại cái bài này là bài của nhạc sĩ Tiến Lung mà chú rất là mê. Chú nghe cô Hương Lan. Tại vì chú cũng không có ba, chú rất là xúc động lắm. Có mấy cái nốt này chú thích là cha là vầng thái dương dài cho con. Cái chữ cho con đó là chỉ có của Hương Lan thôi. Tiết mục của con là một trong những tiết mục mà chú đang rất là thích. Cảm ơn con. Cảm ơn giám khảo Quang Lê và chúc mừng con gái Vinh đi. Yến Trang cùng với học trò cưng Quang Hiểu sẽ mang đến tiết mục như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi. Hiểu, tới rồi đó con. Nè, nghe ba dặn nè. Cố gắng lên nha con. Ba hãnh diện vì con lắm. Nè, qua thưa bà nội đi rồi đi thi nghe nội, không? Cháu nội của nội nè, kỳ này đi thi ráng thi cho giỏi nghe không con? Ủa chú ba Hiểu con ba à, con chào bác chào anh hai. Trời ơi, hôm bữa lên TV mặc bộ đồ vest sói ca gần chết. Trời ơi, rồi hôm nay mặc cáo dài đâu đó có in cái gì. Trời ơi ông ơi, in bánh nhà rồng luôn ông ơi, đẹp quá. Rồi đi lên Sài Gòn thi đó phải không? Chú nói nhiều quá. Bị gì tôi hâm mộ nó. Rồi bây giờ hát cho chú ba chị ba với lại bà nội nghe thử coi. Hát đi con. Quê hương là con diều biển, tuổi thơ con thả trên đồng. Quê hương là con đò nhỏ êm đềm cua nước ven sông. Quê hương là cọng tre nhỏ, mẹ về non lá nghiêng tre. Quê hương là đêm
tôi sẽ là một phần mây ấm, là mưa tôi sẽ chết cho quê hương, là chim tôi sẽ cất cao đôi cánh mềm, từ nam ra ngoài bát bao tin nói liền, là hoa tôi nở tình yêu ban sớm, muôn trái tim đắm say hòa bình. Một tràng vỗ tay thật to thưa quý vị. Hôm nay thì không chỉ là Quang Hiểu là một người bất ngờ, mà ngay cả cô giáo Yến Trang cũng như thế. Trang đứng ở phía sau hỗ trợ cho Hiểu, không hát cùng với con, nhưng mà Trang múa rồi sau đó là cùng với học trò của mình thực hiện cái màn đu dây bay rất là mạo hiểm. Nó tạo một cái cảm xúc rất là đặc biệt. Cảm thấy xúc động vô cùng với hình ảnh đó. Một lần nữa cảm ơn Yến Trang đã hỗ trợ cho học trò cưng của mình trong tiết mục này. Cô rất là thích cái đoạn mà con lên tông. Đoạn đó rất là khó con ạ. Bởi vì không phải lên từ đoạn này chuyển accord để qua một cái đoạn mới, mà là chuyển bên trong cái đoạn đó luôn. Chuyển mới có hai câu con, còn hai câu sau là chuyển luôn. Cho nên cái hợp âm nó rất là khó nghe. Nhất là khi mà âm nhạc lên cao trào, mà con đã nghe được thì cô cảm nhận được tụi con đã học hỏi được rất là nhiều điều từ chính cuộc thi này. Cho nên đó là cái điều cô rất là mừng. Và cái sự nỗ lực của cả hai cô trò đưa tới một cái tiết mục nó hoành tráng như vậy. Cảm ơn cô Đoan Trang. Ngày hôm nay mới thực sự là chú nhìn thấy là tình thầy trò ở trong cái bài hát này. Tức là chú nhìn thấy nó thể hiện qua cái cách diễn của cô Trang và con. Bữa nay có bắt đầu lộ vẻ xoái ca ra rồi đó. Hơi sexy một chút khi cô Trang ôm một cái nó giang nguyên cái áo ra, thấy nguyên cái giếng. Chú gửi con 10 điểm. 10 điểm từ giám khảo Hoài Linh. Mời giám khảo Thanh Hằng. Cô xin gửi con 10 điểm. 10 điểm. 2 điểm 10 từ hai vị giám khảo rồi. Còn 2 điểm số của hai vị giám khảo còn lại chúng ta sẽ biết sau Hiểu nha. Tiếp mục thánh giống. Dù rằng cuộc
đồng ý á con ơi. Dễ thương quá à. Con hát có hồn quá. Cái điều này, cái lứa tuổi của con là rất là khó. Không phải con không diễn đạt gì hết mà cái năng khiếu của con á, khi nó nhập hồn vào trong bài hát rất là mau, rất là nhanh và rất là nó hợp với ngôn ngữ của cải lương. Chú đồng ý. Chú Thanh Bạch cũng đồng ý. Chú Hoài Linh thì sao? Nói nhỏ con nghe là chú Dựng là dựng ác không á. Ác là không phải là tính tình chú Quốc ác, mà dựng là dựng thử thách. Coi như con có bao nhiêu tài năng là phải bộc lộ hết, chú khai thác hết á. Mần nổi thì mần. Mần nổi không? Dám mần nổi không? Dạ dám. Mần nổi Quốc luôn nghe. Chơi đi. Rồi, ok. Chúc mừng con, chú Hoài Linh cũng đã đồng ý.